Một đoạn video lan truyền trên các mạng xã hội đã quay lại được tàn cuộc của hàng loạt đợt không kích đẫm máu do quân chính phủ tiến hành nhằm mục tiêu vào các khu vực do phe nổi dậy kiểm soát tại mạn Tây Bắc của Syria vào thứ Ba ngày 26 tháng 2. Nhưng cho đến nay vẫn chưa có báo cáo chi tiết về số người bị thương hay là gặp nguy hiểm tới tính mạng. Đài quan sát nhân quyền Syria vào cùng ngày cho biết các vụ tấn công trên không lẫn trên bộ trong vài ngày gần đây đã leo thang một cách đáng kể do vùng lãnh thổ phía Tây Bắc là khu thành trì cuối cùng còn nằm dưới sự kiểm soát của phe nổi dậy vốn có chủ trương chống lại Tổng thống Bashar al-Assad của Syria. Những màn đụng độ đẫm máu đã khiến cho nhiều người lâm vào cảnh màn trời chiếu đất. Tính cho đến nay đã có hàng ngàn thường dân phải bỏ chạy ra khỏi thị trấn Khan Sheikhoun. Chỉ tính riêng trong ngày thứ ba đã có tổng cộng 13 cuộc không kích được ghi nhận tại tỉnh Aleppo và thành phố lân cận Hama.